Hey, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Mr. T. Rồi, thì cũng vừa mới làm một cái clip trước cho anh em về cách hướng dẫn nhập code, xin code này nọ kiểu nha anh em, được mười mấy giúp code đấy. Thì sau một ngày test game thì cuối cùng mình đã quyết định, Mr. T đã quyết định chơi ở con server S8 nha anh em. S8 mới vừa mở này. Rồi, đấy thì đã lên được level 41. Rồi xem thử coi bạn xếp hạng nào. Rồi hiện tại đang là hạng 4 nha. Bạn xếp hạng cấp đang là cấp 1 anh em ạ. Bạn xếp hạng ải này thi đấu. Rồi mình sẽ giành lại top 1 lượt chiến nha anh em. Đấy, top 1 lượt chiến nào là top 4 đúng không? 281k. Ui bạn này lên nhanh thế. 357k rồi. Rồi thì quyết định sẽ đi triệu hồi. Triệu hồi con SSR. Triệu hồi một con SSR nha anh em. Triệu hồi một con SSR để chúng ta sẽ giành lại top 1 của em nó. Rồi, trước tiên để xem đang còn 34 vé nè anh em ạ. Quay 800 lần nha, 800 lần thì sẽ được một con SSR. Để xem coi danh sách ước này. Ước con nào nha? Bỏ con này đi. Ước Euro này. Bỏ con chợ này đi. Ước con công đi anh em ạ. Chúng ta không cần mấy con đó đâu. Chúng ta chỉ cần những con công thôi. Công này. Chợ thủ đúng không? Bỏ thủ luôn. Lên công. Đấy. Rồi, chúng ta đã lưu lại thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đi quay 20 lần nữa nha anh em. 20 lần chắc chắn là sẽ ra được một con SSR. Ok. Yeah. Frankie. Có phút luôn em ạ. Có phút Frankie luôn nè. Rồi, chúng ta còn một lần nữa là chúng ta sẽ ăn được con SSR nha anh em. Không biết là con gì đây. Yeah, Luffy New World. Khá là tuyệt vời anh em ạ. Rồi xem nó coi Luffy New World là hiện công anh em ạ. Khá là ngon. Yeah. Ôi nhận được con nữa này. À Luffy New World này. Ủa, hồi nãy nhận được rồi, bây giờ lại nhận được nữa hả? Không biết có không anh em ạ? Đang ngoài xem nước ấy. Đấy, SSR đầu tiên nha anh em. Luffy New World. Rồi, xem thử coi. Xem thử coi skill của em nó ấy. Trước tiên sẽ là kích hoạt lên này. 12% tỷ lệ HP. 4% tỷ lệ né. 16% tỷ lệ bảo thương anh em ạ. Ui có 8% bảo kích nữa này. Trước tiên là gây cho toàn kẻ địch sát thương bằng 68% công kèm 30% giảm trị liệu. Con này đánh on nha. Trong chiến đấu bản thân tăng tỷ lệ bảo. Ok khá là ngon anh em ạ. Trước tiên mình phải mặc cho em nó một cái bộ đồ xịn sò kiểu nào. Tăng cấp lên. Đấy. Em đã lên được 43k. 48k. Úi 10k à. Ok. Ý thức tính được luôn này. Úi ngon đấy nha. À lúc nãy mình vừa mới quay ra được con SSR nha anh em. Nãy lúc nãy là triệu hồi ra được một con SSR, đồng thời nó sẽ tặng một con SSR nữa. Mình hên quá mình quay vào được một con luôn. Ok. Rồi trước tiên là cho em nó
cho em nó lên được 1 sao luôn em ạ. Đấy, 1 sao dư được 20 mảnh nè. Tiên là phải cường hóa em nó nào. Thể thuật này nâng lên cho nó luôn. Đấy, tổng em nó đang lên được 105k rồi em ạ. Còn thiếu 10k đúng không? Thiếu 10k thì chắc rã con này ra em ạ. Tế đàn hy sinh một em. Đây, mình sẽ hy sinh em này. Trùng sinh 50k. Thôi để đi. Để từ từ mình sẽ kiếm một cái gói nào đó mình quăng em nó vào anh em ạ. Rồi, chúng ta lại đi quay SSR tiếp nha nè. Xem thử coi. Đang còn 19 lần đúng không? Rồi, tiếp tục. SR Sanji. Rồi, ngon rồi. Chúng ta lại có phút anh em ạ. Trước tiên đấy thì mình phải thay cái bộ trang bị cho em Zoro này này. Ui, nãy 80k thay vào nó do chưa cường hóa đó em ạ. Thôi, gỡ ra trả lại cho em này bộ trang bị xanh nào. Đấy, đổi đi trả lại do chưa cường hóa nên nó khá là thấp đấy, 105k đúng không, đang 10k đúng không, thiếu đúng không. Con này đang là 65k. Ui, được cái 50 mảnh anh em ạ. Đây, mình sẽ quăng em này cho em Luffy SR. Rồi, đi ải nào. Đi ải xem đánh đấm của em này thử xem như thế nào nha. Đấy, khá là đẹp trai này mà. Lo bự quá. Rồi xem thử coi Luffy New có gánh team nổi hay không. Nó đang mới level 60 à, mình phải cho nó lên 80 mới được. Đấy, khá là chắc nha em. Đấy, gánh tim khá là tốt nha. Con SSR và gánh tim khá là tốt nha. Sao lực chiến 370 à, nó chỉ cập nhật lực chiến anh em ạ. Đấy, mình sẽ đi vào ải nha. 370 không biết giành lại được top 1 hay chưa nhờ.
Để lần này vào 42 luôn nào. Chắc mai sẽ lên được Frankie hay sao đấy nhỉ? Ý nãy giờ không auto à. Hiện tại đội hình của mình là ba con công nha em, đó là hai con Luffy công và một con Zoro công, đấy đánh khá là thấm chứ nhỉ. Đam 2008 rồi, đã lên được level 42. Ok, có Luffy vào đi ải khá là tốt nha em. Rồi, ra ngoài xem đấy coi, giờ là được top 1 chưa nào. Úi, sao nó chưa cập nhật nhỉ? Nhập khá là chậm nha. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đi thêm vài cái nữa nè, thiếu cường hóa nè. Thiếu mất 10k, 5k chứ, 5k đá thức tỉnh này. Để xem để coi còn cái gói nào hay không. Đây chúng ta sẽ đi nhà lao đi. Đây đi nhà lao sẽ kiếm thì coi. Đấy 372k rồi mà nó chưa cập nhật vào. Đấy đang đi ải 20 nha em, 20 nhà lao. Không biết qua không đây, có Luffy New World gánh tim mà. Đấy một đá là chết một con em ạ, khá là chất đấy nhỉ. Rồi bây giờ anh em ạ, mới vừa nhận ả 25 mà ả 30 đúng không? Ok tiếp tục mình sẽ đi luôn. Đấy đi nhà lao để chúng ta kiếm đá tiến hóa. Em Luffy New World của chúng ta lên level 80 nào. Đấy, có em này vào đi ải khá là nhanh nha. Rồi, ải 30. Không biết qua nổi không đây. Đấy, đánh khá là chắc mấy ông ạ. Ba ca đam, đánh nào on ba ca đam hết. Là tính ra là tổng là 15 ca đam nha em.
4k5 đam luôn kìa. Chưa lên level 80 đấy. Lên level 80 nữa thì khủng nữa anh em ạ. Cái này đi khá là dễ nha. Rồi chúng ta lại nhận quà. Cái này chúng ta lại có mình à, SR à. Mình cứ nhìn nhầm nha. Tuyệt kỹ. Ôi, cái này để lát nữa mình sẽ xem sao nha anh em. Trang bị này, vỏ sò vũ khí. Năm mươi à? Đây, ta sẽ ghép một con mảnh R này lại. SSR. Rồi, đang là 7k đúng không? Đi thêm 10 ải. 10 ải nhà lao mới được đấy anh em ạ. Ok. Mình lại tiếp tục mình đi thôi. Đi tới ải 45 là đẹp đấy. Rồi 34 rồi em ạ. Chỉ còn 6 ải nữa thôi. Cái này là ải 35 mà 40 chứ. Này chỉ có tăng tốc nhân 2 thôi, không có được nhân 3, nhân 4, nhân 5. Đi giải cho nó lẹ anh em nha. Thấy con Luffy New World của chúng ta gánh hết. Ải 35 đúng không? Phải 36 rồi này mà. Úi, thua à? Tại sao ải 37 lại thua nhờ? Đánh lại đi coi. Franky tăng khá là cứng nha. Sao lại thôi nhỉ?
Đấy, còn hai đấu hai mà sao thua được? Giời ơi. Tí nữa là ăn rồi. Ok, mình sẽ điều chỉnh đội hình lại tí. Đấy. Ôi, thôi rồi. Không là đủ rồi anh em ạ. Xem thế nào. Tướng. Tám cặp tám thiếu một cả hai nữa à. Khá là buồn đấy anh em ạ. Rồi xem thử coi nãy có phân tách được ra hay không. Trùng sinh. Con này có 800 thôi. Rồi, đủ rồi anh em ạ. Rồi, mình sẽ quyết định mình đi tách em này ra. Đã đủ rồi. Ôi, ôi, ôi. Đây, mình sẽ trùng sinh em này. Rồi, đủ rồi đấy. Đấy. Ngay đấy thì lực chiến của nó đang là 107 đúng không, đột phá lên nè. Đấy lên 111 căn ngay. Rồi đã lên được 142 k liền anh em ạ. 15 k. Ok, lát nữa mình sẽ kiếm, mình sẽ cho em này lên nha. Rồi, xem thấy có đã giành lại được top 1 hay chưa nhỉ? Bảng xếp hạng. Ủa, sao nó chưa cập nhật ta? Hay phải vào cập nhật ở đâu không? Em vào đấu trường mình cập nhật để xem. Đấy 407 mà. Bảng xếp hạng này. Ui, sao nó không cập nhật nhỉ? Ồ, anh em nào biết hay không? Này nó mới đẻ 281 à? Đây, mình sẽ vào mình đánh thêm một cái ải này nữa coi. Đang là 407 đó mà. Mình sẽ đánh thêm cái ải này nữa thì xem đi coi em nó cập nhật lên hay không.
Ui giời ui chán thế nhỉ. Đấy 378 này, mình lên 407 rồi. Phải cập nhật vào chứ. Rồi thì tạm thời cứ để như vậy đi. Đấy thì hiện tại con acc này đang là ở S8 nha anh em. Đây thì mình cũng có tạo một cái GUI hạm đội anh em cho anh em chơi. Anh em nào mà chưa có GUI đó thì inbox cho mình nha. Mình sẽ chia slot cho anh em. Rồi thì sau một ngày đầu chơi game nha anh em thì cuối cùng cũng có được một con SSR một sao đầu tiên. Đấy. Đấy. Ok. Đó là con Luffy New World. Đấy thì anh em nào mà vừa mới đến kênh của Mr. T hãy để lại cho mình một đăng ký, một like nha. Để sau này có những cái clip khác thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi. Rồi, chào tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.